Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Mình sẽ tô như thế này. Đây mình sẽ tô như thế này nó đậm. Đấy như thế này nó đậm. Đây mình sẽ tô như thế này cho nó nhẹ. Phải tô như thế này. Đấy, phải hay thế. Nó đi về. Lại con này. Trời ơi. Nó đi về. Thằng Greg lại là cái thằng Greg. Anh cử cho em chơi nhiều Greg. Quá rồi đấy. Chả phải của em chơi mới thắng mà như. Thôi thua từ nãy giờ. Ờ, chỉ hai đội nào thắng đội nào thua thì mới là ta thắng và cũng là ta thua. Em thấy tội nghiệp đội này quá, em phải vào để cầm. Được rồi nhỉ. Phở rong này không biết múa à. Thế anh vừa làm gì chưa? Làm gì? Em tắt rồi. Làm chân nữa em. Mày chạy đâu? Cho lũ đờ hết. Mày bận quay hắn rồi.
Như vậy thì chào mình cái thủ đình các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video gửi để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Vãi, cường đòi bật video 2, chúc thắng lời đi. Thắng kệ cái thằng, thắng bật thì kệ mày. Đâu thắng được. Đâu. Thế là thế này. Cuộc sống đâu lường trước đều dễ. Tình yêu có thể đến rồi đi. Bằng tay anh đang sợ yêu người thế nào ở đâu xa lạ người yêu đã phá quên dù hòa đêm đêm mà sao quên chưa rồi đồng đi đủ đến này môn này em hơi bị đẳng cấp ấy, đừng có đùa thần đồng đi gặp mẹ em tắt điện. Mẹ em làm cái gì đó, cái gì đó thật khác bọn. Trời đất ơi! À, vẫn không bật. Hello, xin chào bạn nha. Mình sẽ chơi liên quân được bạn. Ok em, anh biết rồi. Ok, nói nhiều quá. Vãi trưởng. Mấy. Như cái gì thế này.
Như cái gì này? Vãi cái trưởng, đi không đi được. Đừng đừng chạy mày, chạy mày nó chạy được kìa. Như vậy giờ mình thu được như vậy.